Phèn ơi Phèn, bữa nay mi làm gì nữa đây? Ôi giời ơi, giờ này nó chui vô cái hang ở trong cốc dừa nè, nó bươi, không biết nó đánh hơi được có con gì ở trong đây nữa nè. Phèn, ây da, kêu không trả lời luôn ta, khi dễ hả? Phèn, đó, nó dút dầu vô trong đó, nó bươi. Bắt có được đâu mà bắt, không biết nữa. Chuột nó ở tuốt trong sâu mà sao mà bắt. Ê trời ơi, ơi hi nhảy không nhảy à vũ hơn ha. Rồi giờ nó ra nó vũ tùm lum luôn này coi. Mệt rồi hả? Quen nữa, tiếp tục nữa rồi bươi. Ôi còn nó bươi khí thế chưa? Bươi cho đã, giờ mệt rồi chuyển qua mông cạp luôn. Đó khí thế chưa? Mới lội xuống dũng tức thì đây, mình mấy không còn gì hết, dính sình không à. Giờ lên trên bờ rồi, đánh hơi được hơi chuột á, anh bươi đó, anh cào khí thế chưa? Dút cái đầu vô trống luôn mà, thiệt tình luôn á. Cái hang vậy thì sao mà vô mà bắt được, không biết nữa. Nằm dưới gốc dừa vậy nè, vô đó cào, cào vô sạc, mốt mưa xuống sạc bờ giáo nè. Đó, anh bới, anh bới nằm xuống luôn. Quá rồi. Giờ anh rút đầu vô trống, anh chuẩn bị cào tiếp nè. Đó, anh bới nằm xuống luôn rồi, hai chân trước anh bới khí thế không đó, mốt mưa xuống sạc bào luôn. Quá hết nó nổi thiệt chứ. Thôi được rồi, đang mệt đó, mà nhìn ảnh cái hết mệt luôn. Hài thiệt chứ. Đó giờ bươi đất rồi, xong rồi thở về phì luôn. Thôi Phèn, được rồi, đi vô nè, bươi hoài à, mấy mốt mưa xuống này sạc bờ không có đường đi luôn á nha, cho đi vô nghe không, đi vô nè.